Thưa quý vị, và giây phút này chính là những giây phút hồi hộp nhất trong cuộc thi của chúng ta. Và trước khi tiến hành đến trao giải thì ban tổ chức cũng xin được thông qua cơ cấu giải. Cơ cấu giải thưởng là gồm có một giải nhất, một giải nhì, hai giải ba và hai giải khuyến khích. Giải nhất thì sẽ nhận về giấy chứng nhận cùng số tiền là 3 triệu đồng. Giải nhì nhận giấy chứng nhận cùng số tiền là 2 triệu đồng. Giải ba giấy chứng nhận cùng số tiền là 1.500.000 đồng. Và giải khuyến khích là giấy chứng nhận cùng số tiền là 1 triệu đồng. Và ngay sau đây, ban tổ chức trân trọng kính mời đội trưởng của 6 đội, 6 cụ đã tham gia trong buổi thi ngày hôm nay di chuyển về sân khấu, xin trân trọng kính mời. Chúc mừng các đồng chí Phạm Văn Hương, chủ tịch Liên đoàn Vận động viên. Chúc mừng
sau đây. Xin chào kính mời số tay. Và xin chào quý vị, chúng ta sẽ thành